Xin chào tất cả anh em. Thì hôm nay Tài Đạt sẽ hướng dẫn cho anh em cách mà tháo cái phần lót này của con Yohe 985 nha. Thì đầu tiên anh em cần tháo cái phần hai bên mút má trước. Anh em cầm, nó sẽ là dạng gài á, anh em cầm anh kéo ra trước, rồi sau đó anh em sẽ giật ra. Tương tự bên còn lại là anh em cầm ở đây, nó sẽ là dạng gài nút á, anh em cầm phía trong má anh em đẩy ra là được. Sau đó anh em kéo phần mút này ra. Thì trên cái mút đó, nó sẽ có ba cái nút này, tương ứng trong nón là nó sẽ có ba cái nút ở đây, ở đây nữa. Tiếp theo là anh em sẽ tháo cái phần mút lòng đầu. Ở đây thì nó cũng có hai nút đằng sau luôn, em tháo hai phần nút đằng sau trước, rồi sau đó anh em kéo cái phần mút ở trên này, mút viền xung quanh nón, anh em cứ việc giật mạnh ra phía sau là được. Như thế này là đã tháo xong cái phần mút của con 985 này. Đây là mút lòng đầu, còn này là hai mút má. Sau đó thì mình cứ gắn vô theo cái thứ tự ngược lại mới nãy mình tháo ra, thì mình gắn hai nút này. Sau đó thì anh em để ý là ở đây nó sẽ có một cái khớp gài ở đây, anh em sẽ gài vào trong cái lỗ ở trong cái nón ở đây. Xong cái phần mút lòng đầu rồi thì anh em tiếp tục với cái mút má. Rồi anh em xỏ cái phần vai nón trước nha, xỏ vô, sau đó anh em nhét cái phần viền này vô cái phần viền xung quanh nón này, rồi anh em bấm nút lại là xong. Khá là đơn giản luôn. Thì mút này, cả mút với kính luôn. Phụ kiện trên con 985 này thì Tài Đạt đều phân phối chính hãng cho em hết, thì nếu mà có vấn đề gì anh em cứ ghé bên Tài Đạt để anh em thay mới nha. Đó, sau đó mình bấm ba cái nút vào là được. Tương tự với bên còn lại, xỏ dây dọc. Xong anh em nhét cái viền này vô này. Nhét vô hết rồi, cứ việc đóng nút lại thôi, khá là đơn giản. Việc mà tháo mút này ra thì sau này mút rồi nó có cũ hay là nó bị dơ thì anh em có thể mua mới hoặc là vệ sinh tại nhà, nó cũng dễ dàng hơn. Thế này là xong, em có thể xem thử. Và clip đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn tất cả anh em. Bye.